Hello xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái channel của Laptop này. Hôm nay thì mình cũng gọi là khá là có duyên anh em ạ, em thấy không? Mình cũng chuẩn bị luôn một cái số 4 sẽ là đây. Quên mất anh em ạ, đây, chuẩn bị một số 4 sẽ là 70M này. Đấy. Và cộng viên của mình hiện tại đang chiến đấu thì sẽ cùng lên thiên đường chơi các bạn nhé. Đây, cộng viên thiên đường chơi đây. Và số 4 này mình chuẩn bị sẽ là 70M này em ơi. Vào ngay cái tay đầu tiên để em xem cùng mình phân tích quả cầu của kèo này phát nhé. Rồi, xem nào. Tay đầu tiên thì là một con 9 lên 13 đúng không em ơi? 9 lên 13 thì ở này là 13 năm tài, em đi cho mình một con tài đi. Tay này đầu tiên thì mình đi con tài khoảng độ 5 bờ kết luôn anh em ơi, kết luôn nhá. Gọi là thì là chủ tịch giả vờ thử lo anh em đi luôn một con tài và cái kết anh em ạ. Đấy. Hoặc là anh em có cái tiêu đề là chủ tịch giả vờ thử lòng nhà cái đi ngay con tài và cái kết anh em ạ. Ok đây anh em. Rồi nặng cho mình một em tài đầu tiên anh em nhá. 16 anh em ơi, 16 thì còn hốc chứ còn cái gì nữa đúng không? Tè chủ tịch giả vờ thử lòng nhưng mà là sự thật anh em ạ, nó là sự thật luôn nhá. Húp luôn ngay con tài này. Cầu này thì mình đang nghĩ là sẽ chạy cho mình một con cầu, đó chính là con cầu 135 anh em ạ. Con cầu 135 rồi. Đúng không? Đây, con cầu này là con cầu 531 chứ không phải là con cầu 135 anh em ơi. Đó thì tiếng này em cứ gọi là đóng cho mình thêm một cái con xem nào. Tiếng này nên là đi thêm 13 xuống 11 đúng không? Nhịp này là 13 xuống 12 này, nhịp này 13 xuống 11 này em ơi. Đi cho mình một cái con tài này em ơi, khoảng độ 5 bờ nữa này. Tiếp tục là chủ tịch thử lòng nhà cái đi thêm con tài nữa và cái kết luôn anh chị em mình nhá. Gọi là và cái kết sau 25 giây, 24 giây nữa thôi này. Hiện tại thì mình cũng đang đi buổi trưa đang đi ăn cơm anh em ạ. Đấy thì cũng tranh thủ ra quán chè ngồi làm cốc chè em ơi. Đây cốc chè đây em ơi. Đấy vẫn chưa uống cốc chè nhưng mà vẫn tranh thủ là vào đây làm 1-2 tiếng để gỡ gạc lại cái bữa trưa vui vẻ hôm nay em nhà mình nhá. Rồi chuẩn bị xem là có con cầu con kèo, gọi là con cầu con kèo 531 hay không em ơi. 531 hay không này. 23 này, 23 khả năng lại gãy rồi em ơi. 23 thì khả năng là gãy rồi. Ở tiếng này cầu kéo đi khuân quá anh em ạ. Cầu đi khuân quá rồi. Tính ra là một tay ăn này, một tay ăn này, hai tay ăn này, ba tay ăn, bốn tay ăn rồi, bốn tay ăn rồi thì tay này anh em cứ đi cho mình một cái con xỉu nhá. Thì mình quyết định là đây để mà công bố chuẩn anh em mình từ đây. Cái cầu là như vậy các bạn, cái cầu là như vậy nhá. 13 11 9 này nghĩa là 13 11 là 2 nhịp đúng không, 11 9 cũng là 2 nhịp đúng không. Tiếng anh em cứ đóng cho mình xuống con siêu 7 này. Một con siêu 7 này khoảng độ là 10M em ơi. Quyết định đi con siêu 7 này khoảng độ là 10M luôn anh em nhá. Chủ tịch giả vờ thử lòng và cái kết anh em ạ. Rồi anh em chuẩn bị nặn cho mình một em xỉu này. Năm này, 6 u số em ơi, quả này vẫn gãy em nhìn mình nhá, quả này vẫn gãy này. Có khi nào là con cầu này là con cầu 21 không đây em ơi? Có khi nào con cầu này là con cầu 21 không đây? Có nghĩa là con cầu này nó sẽ chạy là hai tài một xỉu và hai tài một xỉu anh em ạ. Thế mình cũng đang nghi là con cầu này nó sẽ chạy như vậy nhá. Mình cũng đang nghi là con cầu này nó sẽ chạy như vậy anh chị em nhà mình nhá. Đấy. Ở chỗ này thì cũng đang là một chỗ mà nó cũng khá là đông người và hiện tại thì cũng rất là nhiều người qua lại thì nếu mà anh em thấy tiếng nó ồn quá thì mình cũng sẽ cố gắng nói truyền đạt cho anh em mình dễ hiểu này, cũng như là sẽ cho anh em mình hiểu được cái cầu kèo nó hiện tại đang chạy cái gì nhá. Thế này anh em cứ đi cho mình con tài đi khoảng độ là 20M em ơi, quyết định gấp thêm luôn nhá. Cái này mình nghĩ không gấp thì đời không nể luôn anh em ạ, bởi vì là cầu hiện tại đang chạy con mình con cầu 21 rồi em ạ. Hiện tại đã chạy cho mình con cầu 21 rồi anh chị nhìn mình nhá. Và nếu như nó đã chạy cho mình con cầu 21 thì mình cũng khẳng định với anh em luôn là có tính chất mà theo cầu không dầu cũng khá thì hiện tại mình vẫn đang áp dụng anh em ạ. Đấy mình thấy tại vẫn đang áp dụng nhá. Rồi 54 này thì xin con 1 luôn anh em mình ơi. Úp luôn con tài cho mình này. Đấy úp luôn con tài cho mình các con nhá. Anh em thấy gọi là đơn giản và dễ hiểu không? Cũng
không hề đơn giản và chưa bao từ đơn giản đúng không? Hiện tại là con cầu, là con cầu đây, mình bắt đây là 11, 15, 13 nhé, 13, 11, 9 nhé, thì đây là 10, 13, 11, 9 là cách 2 nhịp đúng không? 13 xuống 11 là cách 2 nhịp đúng không? 11 xuống 9 là vẫn cách 2 nhịp đúng không? Thì đây mình sẽ thấy là 16 xuống 13 là cách tận 3 nhịp này, thì 13 này xuống hẳn cho mình đó chính là cái con gì nhỉ? 13, 12, 11 và 10 đúng không? Xuống hẳn cho mình cái con 10 đi em ơi. Xuống hẳn cho mình con xỉu 10 nhá. Khoảng độ là 1.700.000 này. Khoảng độ là 1.700.000 này nữa. Con cầu hiện tại là con cầu 2816 này. Đây. Vì đã vào lối theo cầu thì không dầu cũng khá đúng không? Cứ thế mà vào thôi mình nữa. Rồi, nặng mình có xỉu nhá. 54 này, 54 còn ra được 1 thì nặng làm cái quái gì nữa anh em ơi. 54 còn ra được 1 thì nặng làm cái quái gì nữa đúng không? Đấy, chỉ với gọi là một vài đường cầu đường kèo cơ bản thôi thì mình cũng đã lừa thành công nhà cái cực kỳ là uy tín rồi anh em ơi. Đấy, nhà cái này mặc dù là nó cũng gọi là uy tín đấy, nhưng mà nói chung là để mà mình vào mình chiến cầu chiến kèo thì chắc chắn là không có gì là khó anh em ạ. Đấy, các cụ cũng đã có câu là không có gì là khó, chỉ sợ lòng không bền đúng không? Đấy, chúng ta cứ gọi là đánh cho mình thêm một tay nữa đi. Quả này thì xem nào, xỉu 10 đúng không? Như ở nhịp trước thì là xỉu 10 năm này, xỉu 10 là 8, đây là xỉu 10 là 9 này. Con 10 này mình đây, chuẩn nó 10, 10, 13, 16, 13 xuống 10 luôn anh em mình nhá. 16, 13 xuống 10 này, cái cầu nó gọi là quân từ nhịp như vậy này. Như này em cứ đi cho mình một xỉu nữa đi. Khoảng độ là 1.300.000 này. Đấy, có khả năng là nốt cả tiếng lần này thì mình cũng sẽ nghỉ thôi các bác nhá. Rồi, nặng cho mình con xỉu nhá. 43 em ơi, 43 lại ra 2 lại hốc tiếp cho mình một cái con xỉu 9 nữa em ơi. Em thấy không? Rồi, thì với cái quả kèo hiện tại là mình đã đánh khoảng độ là 6 tay và mình thua 2 tay ăn tận 4 tay rồi các bác nhá. Được chưa? Đó. Thì có lẽ là mình sẽ phải tạm dừng cái con video clip này ở đấy thôi. Đấy, hiện tại cũng đã lên được khoảng độ 81m rồi. Và các bạn, nếu mà các bạn thấy hay thì có thể là cho mình xin một like nhé. Và một theo dõi kênh này. Còn link tải game của cái cổng game Thiên Đường Chơi này. Đấy, thì mình sẽ ghi một phần mô tả cho các bạn tải về và trải nghiệm. Cũng như là kiếm lời, kiếm lãi với mình mỗi ngày. Còn bây giờ thì sẽ phải tạm biệt anh em nhé. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye anh em.